OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin phân tích tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 4 năm 2019. Thì vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng phân tích điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua và phân tích một số các cái nhận định xu thế trong tuần tới và phân tích các cái mã cổ phiếu mạnh, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi và các cái mã cổ phiếu mà Hùng Liên đã khuyến nghị ở trên Zoom hỗ trợ chuyên sâu dành cho những quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta đã về đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Thì trước khi mà chúng ta đi vào phân tích thị trường chứng khoán ở trong tuần vừa qua thì Hùng cũng sẽ điểm lại một số các cái điểm nhấn ở trong tuần vừa qua và trong những tuần trước. Thì Hùng Lê cũng đã phân tích với quý anh chị nhà đầu tư rồi, tức là tất cả các bản tin của Hùng Lê thì nó sẽ xuyên suốt từ tuần này đến tuần 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 sau và đến tuần sau nữa. Đó, nó giống như một cái mạch nước chảy, vì vậy nên là nếu mà quý anh chị nhà đầu tư đã tham gia và đã đồng hành cùng Hùng Lê thì chúng ta cũng có thể dành thời gian để chúng ta theo dõi các cái bản tin liền mạch, bởi vì tất cả các cái mã cổ phiếu thì gần như Hùng Lê sẽ phân tích liên tục theo mạch và theo dòng ở trên đó. Và rõ ràng một điều thì trong trong cái thời gian vừa qua thì Hùng Lê cũng đã có những cái bản tin là thị trường có những diễn biến rất là khó lường, và trong cái bản tin từ tuần 18 đến tuần 22 thì Hùng Lê chỉ có điểm nhấn một vài các cái mã cổ phiếu nữa thôi. Và trong cái bản tin gần nhất là bản tin từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 thì Hùng đã phân tích rất là kỹ cái xu thế của thị trường ở cái vùng đệm 980 điểm sẽ quyết định cái xu thế của thị trường, thì các anh chị cũng có thể xem lại, và chúng ta cũng cũng hạn chế trong trong cái bản tin đó. Thì hiện tại thì Hùng Lê cũng đã hạn chế, khuyến nghị các anh chị chúng ta hạn chế những cái điểm mua mới. Chúng ta mua những cái mã cổ phiếu nó có thể là những cái mã cổ phiếu nó tránh được bão, những cái mã cổ phiếu mà nó ít bị biến động đến thị trường, và đó cũng là vì lý do vì sao mà Hùng Lê lại chọn trong cái thời gian vừa qua Hùng Lê sẽ chọn đã chọn một số các cái mã cổ phiếu ở trên sàn Upcom. Thì đấy cũng là một cái lý do của Hùng Lê. Thì tí nữa Hùng Lê sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu Upcom Hùng đã lựa chọn trong cái thời gian vừa qua, và cũng rất là vui trong tuần vừa qua thì cũng có rất nhiều những anh chị nhà đầu tư đã chuyển về team của Hùng Lê, cũng như các anh chị tiếp tục đăng ký kênh, và hiện tại thì lượng người đăng ký kênh của chúng ta đang là 1.655 anh chị em nhà đầu tư. Thì đấy là một cái tín hiệu rất tốt cho thấy rằng là cộng đồng nhà đầu tư cũng đã có những cái đón nhận, những cái chia sẻ, những cái góc độ chia sẻ của Hùng Lê rất là tuyệt vời. Và trước khi chúng ta đi vào phân tích thị trường thì để kiểm tra lại tín hiệu âm thanh một tí, khả năng là ok rồi. Trước khi chúng ta đi vào phân tích thị trường thì trong những bản điểm tin, hai bản điểm tin gần đây nhất thì Hùng Lê có nhấn mạnh là tuần cuối và 2 tuần thì chúng ta kết thúc quý 1. Thì rõ ràng một điều là trong trong một cái lịch sử đã lặp lại, đấy là trong quý 1 của năm 2019 thì thị trường chứng khoán của Việt Nam đã tăng điểm. Và cái điểm số tăng được cũng khá là ấn tượng, đâu đó khoảng từ vùng 800, Hùng cho là tầm vùng 870. Vùng 870 mà thị trường của chúng ta đã tăng lên được tiệm cận đến trên vùng 1.000 điểm, như thế là cũng tăng được gần 130 điểm ở trong quý 1, như thế là một mức khá là ok. Và chúng ta trước khi mà chúng ta đi phân tích thị trường chứng khoán thì chúng ta cùng cùng nhìn lại, Hùng Lê sẽ cùng view lại với tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta cùng nhìn lại một chặng đường từ năm 2010 cho đến nay. Thì trong năm 2010 thì thị trường trong quý 1 tăng điểm, và đến 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 tháng 4, tức là tháng 4 đến tháng 6 thì cũng có tức là tiếp nối cái đà tháng 4 thì thị trường cũng đã có một cái nhịp tăng chứ không phải là một cái nhịp giảm giá. Và đến đến năm 2011 thì trong quý 2 thì thị trường đầu tháng 4, đúng không ạ? Đầu tháng 4 thì thị trường có tăng. Tức là các anh chị đầu tháng 4 nhé, chúng ta sẽ nói đến đầu tháng 4, và sau đó đến khoảng giữa tháng 5 thì có một nhịp rơi rất là mạnh, và sau đó tiếp tục chúng ta cùng đi.
Và trong năm 2012 thì trong quý 1 thị trường cũng đã có một mức tăng cực kỳ ấn tượng và tiếp nối cái đà tăng đó thì đến đây là cái điểm này là điểm giáp danh anh chị nhá, đây là tháng 4. Thì tháng 4 tức là tháng 4 thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có tiếp tục có một cái tháng tăng điểm rất là ấn tượng. Đúng không ạ? Và đến năm 2013 thì vào đầu tháng 4 thì thị trường giảm, nhưng mà đến tháng 5 thì thị trường lại tiếp tục tăng điểm, tức là đầu tháng 4 giảm, tức là một lần của đầu tháng 4 thì thị trường bắt đầu giảm. Và tiếp tục năm 2014 thì vào đến tháng 4 thì thị trường cũng tiếp tục giảm, tức là 2 năm, đúng không ạ, 2 năm. Và đến năm 2015 thì tiếp nối tháng 4 thì có một nhịp phục hồi nhẹ và sau đó thì cũng là giảm giá sau đó, thì chúng ta cũng có thể coi là tháng 4 là một tháng tăng điểm của thị trường. Tiếp tục đến năm 2016 thì quý 2 là một quý tăng điểm khá là mạnh. Đây, các anh chị có thể xem lại đây, từ đây tăng lên đến đây, quý 2. Đến năm 2017 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là tháng 4 thì vẫn tiếp tục tăng điểm và quý 2 vẫn là một quý tăng điểm rất là mạnh. Và đến năm 2018 thì chúng ta có thể nhìn thấy quý 2 thị trường chứng khoán rơi rất là mạnh ở trong quý 2. Như vậy là chúng ta vừa mới xem lại từ năm 2000 đến năm 2018, tức là thị trường có 3 năm. 3 năm là trong tháng 4 thị trường rơi mạnh và trong quý 2 thị trường rơi mạnh. Và như vậy thì rõ ràng một điều là và như thế thì chúng ta cũng có thể có một cái con số so sánh. Tức là trong từ năm 2018 đến nay thì là chúng ta có khoảng 3 năm. 3 năm thì đầu tháng 4 là thị trường rơi, còn lại thì 5 năm còn lại thì thị trường của chúng ta đầu tháng 4 vẫn tiếp tục một đà tăng điểm từ quý 1. Và VN Index của chúng ta thì trong cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng có đề cập đến vùng đây, Hùng sẽ nhắc lại một tí. Hùng có đề cập đến một cái nền tích lũy của VN Index của chúng ta là 985 đến vùng 1.000 điểm. Và khi một trong hai yếu tố thủng ngưỡng trên hoặc thủng ngưỡng dưới thì chúng ta sẽ xoay chuyển kịch bản của thị trường. Cái điểm xanh ở đây chính là điểm kết thúc phiên thứ 6 tuần trước ngày 22 tháng 3 Hùng đánh dấu để chúng ta phân tích cho nó dễ. Và trong tuần vừa qua thì rõ ràng là thị trường đã có một lúc có những phiên rơi khá là mạnh. Tuy nhiên sau đó thì nhờ sự phục hồi của VIX và một số các cái mã cổ phiếu trụ thì Hùng đã phân tích ở trên room. Hùng đã phân tích ở trên room là tại vì sao điểm số tăng, lực hồi tăng như vậy thì nó sẽ như thế nào, thì Hùng đã phân tích rất là chi tiết ở trên room này. Bởi vì rõ ràng một điều là khi mà thị trường có những cái biến động và khi thị trường có những cái phiên mà giao dịch như thế thì Hùng Lê thường là buổi tối Hùng sẽ lít lại thị trường và sẽ phân tích và sẽ up lên để cho anh em, chị em chúng ta có thể tham khảo một cái góc nhìn về thị trường nó được tốt hơn. Còn lại thì ở trên room thì Hùng cũng lưu ý với tất cả anh chị em của chúng ta, đấy là trên room thì Hùng, các anh chị có thể nhìn thấy rằng là những cái dòng tin nhắn gần như nó bất động và nó rất ít những tin nhắn ở trên room. Đấy là một cái cách mà Hùng Lê muốn xây dựng để làm sao để chúng ta có một cách trao đổi thông tin tốt nhất. Miễn là khi Hùng Lê up lên thì các anh chị đọc và các anh chị có những cái phản hồi thì các anh chị có thể chat riêng với Hùng Lê để tránh cái việc là những cái tin nhắn của Hùng Lê up lên đây nó bị trôi đi. Đó thì đó là một vài các cái góc nhìn sơ bộ về cái lịch sử của thị trường cũng như một vài cái xu thế của thị trường của chúng ta ở trong quý 2. Thì Hùng Lê cung cấp để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có một góc nhìn về tính lịch sử và tính chu kỳ của thị trường. Thì đầu tiên chúng ta cùng đi với VIX. Đối với cổ phiếu VIX thì trong tuần vừa qua và những cái xu thế mà Hùng Lê phân tích thì Hùng Lê đang hướng tới một cái việc là VIX sẽ bước vào một cái nhịp giảm giá trong tuần, và rõ ràng trong tuần vừa qua thì đã có những lúc VIX đã có những phiên giảm giá rất là mạnh, chạm về đến ở vùng đây là chạm về đến vùng 112, gần một vùng 112, và sau đó thì kết tuần thì VIX lại lấy lại được những cái gì đã mất, thì gần như là VIX đang có một trạng thái đi ngang ở trong tuần vừa qua. Tuy nhiên những tín hiệu hiện tại của VIX thì Hùng đánh giá rằng khả năng là VIX sẽ chỉnh tiếp và
Đây chỉ còn là một vài cái nhịp hồi kỹ thuật, thì đối với những anh chị mà chúng ta đang cầm nắm vích thì chúng ta cũng có thể chủ động để chúng ta ra hàng, hoặc là chúng ta có những cái nhịp chốt lời đối với Vinhome. Đối với Vinhome thì Hùng vẫn đánh giá một cái nhịp Vinhome có thể chỉnh về đấy là quanh vùng giá 85, tích lũy ở quanh vùng nền 85, và sau đó thì Vinhome mới có thể có những cái nhịp tăng tiếp theo. Tuy nhiên là Vinhome cũng chỉ chạm về đâu đó khoảng vùng 86, và trong tuần vừa qua thì phiên thứ 5 thì Vinhome đã có một phiên đánh lên rất mạnh. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì trong phiên ATT Vinhome cũng đã có một mức giảm, thì đối với cổ phiếu Vinhome ở giai đoạn hiện tại thì Hùng cũng không khuyến nghị các anh chị đầu tư. Chúng ta chỉ nó chỉ mang tính chất giữ nhịp và dẫn dắt thị trường thôi. VRE. Đối với VRE đúng không ạ? Đối với VRE thì ngày hôm nay Hùng đã khuyến nghị ở trên room của chúng ta là chúng ta sẽ bắt VRE ở vùng 34.5 đánh T cộng, bởi vì lúc đó khoảng tầm 11 giờ hơn thì Hùng quan sát thấy VRE có những cái tín hiệu rất là tốt. VRE trong một cái nhịp phân tích trước của Hùng Lê đấy là khi VRE đã chỉnh về vùng, các anh chị xem các bản tin trước thì có thể xem lại, VRE đã chỉnh về không thủng vùng 33, và sau đó thì Hùng đã phân tích target ở nhịp này VRE có thể chạm về vùng 40. VRE chạm về vùng 40 và trong phiên trong đó thì các anh chị của chúng ta đã có một nhịp chốt VRE, và sau đó thì Hùng Lê khuyên sau khi chốt xong thì các anh chị có hỏi Hùng Lê là liên tục bắt ở đây ở những vùng này, nhưng Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị là chúng ta tiếp tục quan sát VRE. Và tại vùng quan sát của VRE ở đây là vùng 33, thì Hùng thấy rằng là tại vùng 33 VRE đã có những phiên tích lũy ở đây rất là tốt và nó không thủng được cái vùng nền hỗ trợ 33 này. Và trong phiên ngày hôm nay thì Hùng đã quyết định là khuyến nghị các anh chị chúng ta bắt VRE và đánh ít nhất là đủ một cái lực hồi T cộng. Tức là hiện tại để phân tích target của các mã cổ phiếu thì Hùng Lê không có phân tích, bởi vì là xu thế thị trường chung thì nó đang có rất nhiều những cái biến động, nhưng ít nhất là chúng ta đủ để chúng ta đánh T cộng. Có lúc VRE đã chạm về vùng 35, trên 35, nhưng mà phiên ATC thì VRE lại bị đạp xuống còn vùng 34.6. Ok, không sao cả, tín hiệu hiện tại của VRE Hùng đánh giá là VRE sẽ có một nhịp hồi. Và nhịp hồi này sẽ đi về đâu thì khả năng nhịp hồi này thì Hùng sẽ đánh giá là nó sẽ không thể chạm được về đến cái vùng ở trên kia cao, nhưng mà khả năng là sẽ chạm về đâu đó khoảng vùng, Hùng sẽ đặt mục tiêu ở đâu đó khoảng vùng 37, khoảng vùng 37 ở trong cái nhịp đánh này. Thì đối với cổ phiếu VRE thì ngày hôm nay chúng ta đã bắt mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi một số cái mã cổ phiếu của họ dầu khí GAT. Đối với GAT thì hiện tại vẫn là một xu thế lình xình đi ngang, tích lũy quanh vùng 97 đến vùng 100. Dòng tiền tiếp tục cạn kiệt, và những cái xu thế hiện tại thì Hùng cũng chưa nhìn thấy những cái động lực lớn để cổ phiếu này có thể tăng giá. Để cổ phiếu này có thể tăng giá trở lại, và khả năng cao thì xu thế vẫn là một cái xu thế lình xình đi ngang của GAT ở trong cái vùng tích lũy ở đây, đấy là vùng 97 đến vùng 100. PLX. Đối với PLX thì sau khi chạm về vùng 64 thì PLX đã có những cái nhịp đánh xuống rất là mạnh, và lại về lại cái vùng nền ở đây. Cái vùng nền đây là khoảng vùng 57 đến vùng giá 59, đúng không ạ? 59. Và trong tuần vừa qua thì khi PLX đã về chạm ở trong cái vùng tích lũy này thì hiện tại thì PLX đang có xu thế vượt lên trên cái ngưỡng trên ở vùng 59.5. Tuy nhiên là lực đánh của dòng tiền thì hiện tại đang khá là yếu đối với PLX, nhưng khả năng PLX sẽ có một nhịp hồi. PLX sẽ có một nhịp hồi, và chúng ta cùng quan sát PLX ở trong tuần tới xem PLX có lấy lại được cái vùng 62 đến vùng 63 hay không. Nhưng khả năng là động lực hiện tại của PLX thì nó cũng khá là khó. Chúng ta cùng đi phân tích mã cổ phiếu PVD. Thì đối với PVD đúng không ạ, trong bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến kịch bản là PVD có thể sẽ tích lũy tại vùng 18 và có thể trong nhịp đánh này có thể đánh về vùng 21. Tuy nhiên là trong tuần trước thì PVD có một phiên gãy kỹ thuật. Tuy nhiên đối với xu thế hiện tại thì Hùng Lê lại đang thấy rằng là sau cái phiên gãy kỹ thuật đó thì PVD lại đang lấy lại được vùng 18.
Và các anh chị lưu ý giúp Hùng lên, nếu như PVD không bị thủng vùng 18 và tiếp tục có những phiên đánh break dòng tiền đi lên, thì cái target từ cái vùng Hùng phân tích ở đây là vùng 18 mà chạm đến vùng 21 thì cái dư địa của cổ phiếu này cơ hội đi lên là vẫn còn. Nên là hiện tại thì Hùng sẽ xem xét ở quanh cái vùng 18 ở đây, tức là cái vùng nền Hùng đã phân tích ở trước, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp PVD ở trong tuần tới. Đối với PVS thì nó xấu hơn, hiện tại PVS thì nó xấu hơn bởi vì là dòng tiền thì nó cũng đang bị cạn cung ở trên một cái vùng như thế này. Đây là một cây nến ảo anh chị nhé, có thể là Hùng chưa xem lại nhưng đây có thể là sẽ là một cây nến ảo, tức là chỉ có khớp đâu đó 100 cổ giá trần thôi, xong đó thì lại về đúng lại với lại cái vùng nền của nó. Thì đối với PVS thường đang đánh giá là nó không được tích cực so với PVD, và xu thế hiện tại của PVS thì khả năng là xu thế chủ đạo của PVS vẫn đang là một xu thế giảm giá. Thì các anh chị mà đang nắm giữ PVS thì chúng ta cũng cân nhắc để có những cái phương án chúng ta xử lý. BSR, đối với BSR thì chúng ta quan tâm ở cái vùng nền 10, đợt trước là chúng ta quan tâm ở vùng nền 14, bởi vì khi đó là chúng ta thấy rằng có những cái phiên mà có khả năng là cái dòng tiền sẽ kích hoạt trở lại với cổ phiếu BSR. Tuy nhiên rõ ràng là sau đó thì vùng nền này bị thất bại, thì nếu mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ theo phương pháp quản trị rủi ro của chúng ta, đó là khi mà cổ phiếu về đến tài khoản nếu lỗ hoặc là nó đi không đúng theo xu thế, hoặc là chúng ta nhìn thấy không còn cái tiềm năng, những cái động lực để cổ phiếu tiếp tục tăng giá, thì chúng ta sẵn sàng để chúng ta rời bỏ cổ phiếu đó. Còn đối với xu thế hiện tại thì BSR vẫn là một cái xu thế lình xình đi ngang, khả năng cái nền tích lũy đi ngang của BSR sẽ từ vùng 12 đến vùng 13 thôi. Đây, vùng này thôi, chưa có những cái động lực mạnh để có thể giúp cổ phiếu này tăng giá. Chúng ta cùng đi cổ phiếu BVH. Đó, các anh chị thấy chưa? Đối với BVH thì Hùng cũng liên tục phân tích và Hùng đều nhận thấy rằng BVH khả năng vẫn là một cái trạng thái lình trình đi ngang, và nếu có kịch kim mà có tăng được thì nó cũng chỉ chạm đến vùng 70, vùng 100. Và rõ ràng một điều là khi chúng ta đầu tư những cái mã cổ phiếu mà cái đường nó cứ đi ngang rích rác như thế này thì rõ ràng chúng ta cũng rất là khó chịu, đúng không ạ? Và rõ ràng một điều là kiếm đôi lúc là chúng ta không kiếm được lời từ cổ phiếu mà lại dẫn đến một cái sự thất bại của chúng ta. Còn đối với xu thế của BVH thì Hùng vẫn đánh giá là BVH sẽ tiếp tục lình xình đi ngang và đi ngang ở trên cái nền tích lũy 94. Sẽ đi ngang ở trên vùng này thôi. Đối với BVH thì không có gì để chúng ta bàn cãi ở đây, và BVH chỉ có một cái tác dụng đấy là giữ nhịp cho thị trường mà thôi. Đối với cổ phiếu Vinamilk thì Hùng có khuyến nghị sau khi mà hoàn thành target ở vùng 150 thì Vinamilk đã đổ đèo. Và sau đó thì Hùng có quan tâm lại đến Vinamilk ở quanh vùng giá 135. Đây, vùng giá 135 là một vùng giá mà Hùng đánh giá rằng khả năng Vinamilk sẽ tích lũy thành công ở quanh vùng này. Tuy nhiên với xu thế hiện tại và với một cái cây nến kết tuần như ngày hôm nay thì Hùng đánh giá rằng xu thế của Vinamilk lại đang bị xấu đi. Và không ngoại trừ trường hợp là sang tuần tới, các anh chị lưu ý Hùng Lê là nếu như Vinamilk gãy ở vùng 135 thì Vinamilk lại tiếp tục tích lũy về lại ở vùng dưới. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, nếu như vùng 135 cổ phiếu này bị phá vỡ. Rất may là phiên ngày hôm nay là cổ phiếu chỉ 134.8, tức là nó đang gần với vùng giá 135. Nhưng nếu như ngày hôm nay mà Vinamilk đóng cửa vùng giá 134 thì như thế là cái xu thế tích lũy ở quanh vùng 135 của Vinamilk đã bị thất bại. Các anh chị lưu ý. SAB. Đối với SAB thì trong tuần vừa qua vẫn là một cái xu thế lình trình đi ngang, và đối với SAB thì vùng giá 250 trong cái nhịp này thì vùng giá 250 vẫn là một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, và nếu như SAB mà vẫn đóng cửa trên vùng giá 250 thì cái dư địa, cái xu thế, cái cơ hội để Vinamilk có thể tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ gần nhất ở đây là 260 đến vùng 265 là vẫn còn. Và đối với SAB thì cũng chỉ mang tính chất giữ nhịp cho thị trường, chúng ta không đầu tư những mã cổ phiếu như thế này. VDC. Đối với VDC thì vẫn là một xu thế chủ đạo của một xu thế giảm giá, và VDC lại đi vào cái vùng nền tích lũy ở trong 114 đến 117.
Với tín hiệu kỹ thuật của ngày phiên kết tuần ngày thứ sáu hôm nay thì VTC đang ở một cái xu thế khá là xấu, và xu thế của VTC vẫn là một xu thế giảm điểm. Các anh chị lưu ý, những anh chị nào mà đang cầm VTC thì chúng ta cũng phải rất hết sức là thận trọng, bởi vì khi cái vùng nền 114 đến 117 mà bị phá vỡ ở ở pha xu thế dưới, tức là ví dụ như là cổ phiếu nó sẽ lình trình và nó sẽ đi lên đây và bắt đầu nó gãy từ đây, thì như thế là lúc đó thì cổ phiếu VDC sẽ rơi rất mạnh, và như thế là rơi rất là mạnh. Anh chị lưu ý giúp Hùng Lê và chúng ta phải hết sức lưu tâm đối với mã cổ phiếu VDC ở trong giai đoạn hiện tại. Đối với ACB thì ACB là một mã cổ phiếu ngành ngân hàng và một cái mã cổ phiếu mà nó cũng mang những cái tính chất dẫn dắt giữ nhịp ở trên sàn HNX. Tuy nhiên là sau một cái nhịp đánh lên chạm đến vùng 32 thì ACB lại rơi. Như thế là một cái cổ phiếu này đúng là các nhà đầu tư đã đặt cho nó là một em rất là nặng mông, và cực kỳ nặng mông, phải nói là như thế. Vùng nền tích lũy của cổ phiếu này từ vùng 29 đến vùng 30 liên tục lình trình đi và đi mãi không đi nổi, và với tín hiệu của tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu này lại đang chuyển sang pha xu thế xấu, sang pha xu thế xấu rồi. Tức là trong một cái nhịp trước thì cũng đánh giá rằng có khả năng là trong nhịp này sẽ tiệm cận được về đến vùng 35. Tuy nhiên với một việc là một tuần giao dịch không thực sự thành công của cổ phiếu ACB thì cổ phiếu này lại đang chuyển sang một pha xu thế xấu. Xấu thì nó sẽ như thế nào, thì khả năng cái vùng tích lũy của nó lại vừa về lại cái vùng gọi là vùng lình trình, về lại cái vùng lình trình từ vùng 29 đến vùng 30, nó lại về lại cái vùng lình trình này, khả năng là tiếp tục lại lình trình đi ngang. Vietcombank là một ngôi sao sáng ở trong những mã cổ phiếu ngành ngân hàng. Bởi vì sao lại là một ngôi sao sáng? Bởi vì rõ ràng là trong nhóm ngành ngân hàng thì chỉ có mỗi cổ phiếu Vietcombank là có một cái pha xu thế tăng giá khá là tốt. Và trong cái bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến các anh chị, đúng không ạ? Các anh chị là Vietcombank trong cái nhịp này không được phá vỡ vùng 65. Trong cái nhịp này Vietcombank không được phá vỡ vùng 65 ở đây. Các anh chị có thể xem lại những bản tin trước. Đấy là những cái điểm tì bật của cổ phiếu, và cổ phiếu không được phép thủng vùng giá 65. Thì cái dư địa mà cổ phiếu này đi lên vẫn còn, và đi lên đến đâu thì khả năng là sẽ chạm đến vùng 70. Cổ phiếu Vietcombank sẽ chạm đến vùng 70, cũng là vùng hết sóng đối với cổ phiếu Vietcombank, thì Hùng đánh giá như vậy. Và xu thế hiện tại thì cũng không, tức là có một cái xu thế hình thành tích lũy đi lên trở lại, tức là phá vỡ cái xu thế giảm giá ở đây. Nhưng mà thực sự chưa thuyết phục khi mà dòng tiền tiếp tục ở một cái mức rất là thấp, tức là một cái tâm lý e ngại của nhà đầu tư cũng đang rất là lớn đối với mã cổ phiếu này. BIDV thì Hùng có đề cập đến một cái vùng nền ở đây của Bit, đấy là vùng 33.5, và nếu như vùng 33.5 này chưa thủng, không thủng thì cái dư địa để cổ phiếu đi lên ở cái vùng target Hùng đang phân tích ở đây là vùng 40 thì vẫn còn. Và tín hiệu trong tuần vừa qua thì Bit đã chạm về khoảng vùng 33, chạm về vùng 33, và thậm chí là có một cây nến, các anh chị đây này, cây nến này là cây nến của ngày thứ hai, đã chạm về đúng vùng 33.5 và sau đó thì rút chân lên, tức là không thủng cái vùng vùng Hùng phân tích. Thì như thế là cái dư địa mà cổ phiếu này đi lên vẫn còn. Nhìn trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy dòng tiền thì đang bị đi xuống. Tuy nhiên đối với cổ phiếu Bit, các anh chị lưu ý, đối với cổ phiếu Bit thì nó có một cái yếu tố khá là đặc thù, đấy là cái tính đầu cơ của nó khá là cao. Tức là với một cái cách mà với một cái phiên giao dịch khoảng tầm độ 3 triệu cổ phiếu trở lên thì gần như Bit sẽ dám chắc một cái phiên tăng giá rất là mạnh đó. Tức là cái tính cô đọng của cổ phiếu Bit này đánh cũng rất là nhanh, tức là đánh lên rất là nhanh và đánh xuống cũng rất là nhanh, đặc biệt là khi mà một cái nhịp đánh lên thì Bit đánh sẽ rất là nhanh và rất là khỏe đó. Thì xu thế hiện tại của cổ phiếu Bit Hùng đánh giá vẫn đang tốt. Những anh chị nào mà đã mua được Bit ở vùng 33.5 thì chúng ta tiếp tục nắm giữ và có thể chờ chốt Bit ở, nếu như chúng ta có thể chốt dần ở quanh vùng 37-38, và nếu mà cổ phiếu tốt thì có thể đánh vượt vùng 38 về đến vùng 40 đối với cổ phiếu Bit như vậy.
CTG thì là một mã cổ phiếu hùng liên tục phân tích và xuyên suốt cái thời gian từ khi CTG đã tạo nền ở đây quanh nền vùng 18 thì hiện tại đối với cổ phiếu CTG đã có những phiên rũ hàng và tiếp tục là những phiên bị mất hút về dòng tiền. Mất hút về dòng tiền thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát các cái yếu tố tạo lập của CTG ở quanh vùng giá 22. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê ở vùng giá 22. Nếu tại vùng giá 22 này CTG sẽ có thêm 1 đến 3 phiên nữa mà không thủng vùng giá 22 và là có những cái phiên mà đánh 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 vừa thoát lại, thì như thế là cái xu thế đi lên, cái khả năng đi lên của CTG, cơ hội đi lên vẫn còn ở vùng giá Hùng đang phân tích ở đây khoảng vùng giá 26 đối với cổ phiếu CTG. MBB. Đối với MBB thì MBB trong những cái bản tin trước thì Hùng cũng có đề cập đến cái vùng giá 22. Quanh vùng giá 22 đến vùng giá 22.5, đây là một cái vùng mà cái lượng cổ phiếu kẹp, cổ phiếu hàng nó cũng khá là nhiều, nên cái việc là khi mà cổ phiếu chạm về cái vùng này thì cái dư địa mà tăng lên thì nó cũng rất là khó. Và cùng lắm thì cổ phiếu này cũng chỉ đánh chạm được về vùng 24. Đó, cùng lắm thì chạm được về vùng 24 thôi. Còn trên góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại thì Hùng nhìn thấy rằng dòng tiền đang khá là yếu và khả năng thì cổ phiếu này vẫn sẽ lình xình đi ngang và tích lũy ở quanh cái vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 22.3. Chưa có những cái động lực mà để nhìn thấy một cái xu thế tăng giá mạnh của cổ phiếu MBB. STB, ok, sẽ nhìn qua một số các cái mã cổ phiếu trong dòng ngân hàng mà tính đầu cơ nó cao. Đấy là STB thì hiện tại chưa có gì đặc biệt xấu, xu thế đi ngang. SHB, sau khi có những phiên đánh lên, hiện tại SHB vẫn chủ yếu là vẫn lình xình và tích lũy đi ngang quanh vùng 7.7. Dòng tiền tiếp tục suy yếu. Đấy là một tín hiệu xấu đối với mã cổ phiếu này. Xu thế vẫn là một cái xu thế đi ngang, chưa có những cái gì đặc trưng. Chúng ta cùng điểm qua mã cổ phiếu chứng khoán SSI. Đối với SSI thì hiện tại là SSI sau những nhịp rơi ở vùng đây là khoảng vùng 26.5. 26.5 là cái nhịp rơi cũng khá là mạnh, gần như là SSI trả về những cái vùng nền ở trước đó. Thì khi mà cổ phiếu mà rơi mạnh như thế thì nó sẽ bị phá cái phần gọi là phần kỹ thuật. Và chính vì phá phần kỹ thuật thì Hùng đã đề cập phân tích ở trong những bản tin tuần trước rồi, thì khả năng cao thì là khi mà phá kỹ thuật thì cổ phiếu nó sẽ cần rất nhiều thời gian để nó tích lũy trở lại. Hiện tại SSI cũng chưa có những gì là gọi là thực sự là xuất sắc. Cổ phiếu HCM thì đang có một cái vùng ở quanh vùng nền 28. Trong tuần vừa qua thì HCM cũng chủ yếu là một cái trạng thái đi ngang sau những phiên gãy rất là mạnh như thế này, thì động lực để cổ phiếu tiếp tục đi lên và xu thế tăng giá thì nó cần có thời gian. Dòng tiền của cổ phiếu HCM tiếp tục đi xuống và một số các chỉ báo kỹ thuật thì cũng chưa cho thấy rằng cái xu thế hồi của HCM nó là thực sự đã được xác định, và khả năng thì HCM sẽ có thể là rơi tiếp. HCM khả năng sẽ còn rơi tiếp đến những cái vùng vùng thấp hơn. Vùng thấp hơn ở dưới này thì khả năng sẽ rơi về vùng 26. Hùng đánh giá vùng 26 thì sẽ chắc chắn hơn. Đối với khi mà HCM mà rơi về vùng 26 thì khả năng ở vùng này thì nó sẽ tích lũy ổn định hơn đối với cổ phiếu HCM, bởi vì xu thế hiện tại thì Hùng vẫn chưa nhìn thấy được những động lực để cổ phiếu này tăng giá. Chúng ta cùng phân tích một số cổ phiếu ngành thép. HPG. Đối với HPG thì trong các bản tin trước thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị em của chúng ta, đấy là chúng ta quan sát ở quanh vùng giá 31. Và tại vùng giá 31 này thì Hùng đang nhìn thấy có những cái lực hồi khá là tốt, khá là ok của cổ phiếu HPG. Thì tại vùng 31 này, nếu như chúng ta dự kiến chúng ta mua được khoảng 10.000 cổ phiếu HPG thì tại vùng 31 chúng ta có thể mở mua 1 phần 3 số định mua, tức là khoảng tầm 3.000 cổ phiếu ở HPG quanh vùng giá 31. Và chúng ta chờ đến lúc mà Hòa Phát về đến tài khoản của chúng ta thì chúng ta sẽ xem xét là cổ phiếu đúng hay sai so với xu thế. Nếu như bị sai so với xu thế thì chúng ta cũng có thể cắt bỏ. Còn nếu đúng thì chúng ta sẽ tiếp tục mua. Một
một số các cái cổ phiếu về xây dựng, một số các mã cổ phiếu về xây dựng thì ok, tí nữa thì Hùng Lê sẽ phân tích. Hùng Lê sẽ phân tích bởi vì là Hùng sẽ lồng ghép vào trong cái phần phần danh mục cổ phiếu phân tích hàng tuần. Ok, thì như vậy là chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ các cái mã cổ phiếu đầu ngành. Từ Hùng Lê cứ tạm gọi là như thế, các cái nhóm mã cổ phiếu đầu ngành. Thì chúng ta thấy rằng là một số các cái yếu tố như sau. Thứ nhất là dòng tiền thì đang bị suy yếu trên toàn bộ các mặt trận. Đúng không ạ? Dòng tiền đang bị suy yếu trên toàn bộ các mặt trận. Và các mã cổ phiếu trụ, các mã cổ phiếu mà mang tính chất giữ nhịp dẫn dắt cho thị trường thì đang ở một cái trạng thái, một là lình chình đi ngang, hai nữa là động lực tăng giá không có. Dẫn đến một cái việc, và một cái điều đặc biệt các anh chị của chúng ta cũng lưu ý là VIX và Vinhome gần như là chưa có một cái nhịp giảm ở một cái nhịp đẩy ở trước đó. Đó, VIX và Vinhome. Vì vậy nếu như VIX và Vinhome có những cái nhịp điều chỉnh, cộng cùng với đó là một số các cái mã cổ phiếu rất nhạy cảm với thị trường lúc thị trường chung điều chỉnh, ví dụ như GAT hoặc ví dụ như là VDC, đúng không ạ? Ví dụ như VDC. Đó, VDC và ví dụ như là Mansan MSN. Đó, ví dụ như là Mansan MSN. Đó, khi mà Hùng Lê phân tích thì một cái xu thế giảm giá của cổ phiếu các anh chị có thể nhìn thấy một cái xu thế giảm giá rất là mạnh. Và trong những cái bản tin tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng Mansan có thể chạm về vùng giá 80. Đó, sẽ chạm, có thể là chạm về vùng giá 80, và trong tuần thì đó Mansan cũng đã từ cái vùng giá gọi là đây, nếu mà vùng giá 90 và như thế là Mansan cũng đã có một cái nhịp giảm rất là mạnh. Đó, thì cái việc mà chúng ta phải tuân thủ những cái xu thế chung của cổ phiếu, chúng ta đừng có chống lại những cái xu thế của cổ phiếu, chúng ta không thể chống lại được đâu, và chúng ta chỉ có nương theo cái xu thế của cổ phiếu để chúng ta đầu tư. Nếu chúng ta chống lại cái xu thế của cổ phiếu thì vô hình dung là chúng ta đã đâm đầu vào đá, và vô hình dung là chúng ta trở thành đứng vào số 95 những nhà đầu tư còn lại, và chỉ có 5 nhà đầu tư còn lại là đứng vào những người giữ được tiền, tức là đầu tư không bị lỗ hoặc là có sinh lời ở trên thị trường chứng khoán. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê như thế, tức là thị trường chứng khoán là một cái thị trường nó rất là khốc liệt. Đó, nó không như màu hồng như rất nhiều những anh chị em của chúng ta mới tham gia thị trường. Các anh chị cứ nghĩ rằng là vào thị trường chứng khoán thì chúng ta sẽ rất dễ là kiếm tiền, nhưng mà thực tế là khi chúng ta tham gia thì chúng ta gặp những cái thua lỗ, gặp những cái cú mà thị trường vả vào mặt của chúng ta, và gặp những cái cú mà thị trường lấy đi tiền ở trong tài khoản của chúng ta, thì chúng ta mới thấy được rằng là thị trường chứng khoán là một cái thị trường rất là năng động, rất là dễ kiếm tiền. Tuy nhiên ở trên đó chúng ta cũng rất dễ dàng để mất tiền. Thì Hùng đang nói đến cái câu chuyện là Hùng đang dự báo cái xu thế chung của thị trường ở trong tuần tới. Thì các anh chị lưu ý là trong phiên ngày 28 tháng 3, thị trường của chúng ta tăng 7 điểm để giúp cho thị trường của chúng ta tiệm cận lại về vùng giá 980. Nhưng các anh chị lưu ý, sau cái phiên đó thì Hùng đã có những cái phân tích mang tính định hướng về thị trường. Đó, mang tính định hướng về thị trường. Đây, ngày khối lượng thỏa thuận, và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đấy, rất là sau ngày 28 tháng 3 thì Hùng đã, trong buổi tối ngày hôm đấy thì Hùng đã có những cái phân tích, và điểm số của ngày hôm đó mang lại thì đều do VIX, Vinhome, GAT, Vietcombank và một số các cái mã cổ phiếu trụ thôi. Chứ còn về mặt thị trường là chúng ta không có được những cái tín hiệu tốt nhất. Đó, thì buổi tối thì Hùng đã list lại và Hùng đã up lên để cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta tham khảo. Còn trên xu thế hiện tại thì ít nhất là thị trường đã lấy lại vùng 980. Tuy nhiên cái việc lấy lại ở vùng 980 này thì Hùng không đánh giá thuyết phục, tức là cái việc lấy lại không thuyết phục ở trên nhiều góc độ phân tích. Đối với góc nhìn của Hùng Lê thì cái việc lấy lại không thuyết phục. Và xu thế chung của thị trường thì Hùng đang nhìn thấy khá là yếu. Mặc dù thị trường đã có một nhịp hồi nhẹ, nhưng nhịp hồi này thì Hùng đánh giá không thực sự tích cực. Và chúng ta tiếp tục quan sát phiên thứ 2 tuần tới. Nếu như thị trường của chúng ta tiếp tục lình xình, các anh chị lưu ý, một là lình xình ở quanh vùng 980, hai là thị trường sẽ bị gãy ở vùng 980 với một cái lực bán mạnh. Các anh chị để ý nhé. Đây,
sau khi một cái lực bán mạnh thì thị trường của chúng ta có những phiên đấy, có những phiên cạn vốn lấy lại, tích lũy lại, và sau đó thì như thế nào? Sau đó thì thị trường tiếp tục có những phiên lao dốc với việc là lao cái điểm số ở trong thị trường lao rất là mạnh, thì khả năng cao Hùng đang đánh giá là cái nhịp này ở đây các anh chị nhìn thấy nó cũng khá là tương đồng, một nhịp giảm ở đây đúng không ạ, sau đó thì có một nhịp hút lên, hút nhẹ lên, và sau đó thì sao, sau đó thì có một nhịp giảm rất là mạnh ở đây đó, một nhịp giảm rất là mạnh. Thì Hùng đang những cái lúc mà thị trường mà đang có những cái kịch bản xấu đúng không ạ, có những cái kịch bản xấu như thế này thì thường là Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị của chúng ta là chúng ta hạn chế những cái đầu điểm mua về đầu tư, thì cũng không ngoại trừ khả năng là vùng 980, bởi vì cái nhịp hồi này Hùng đánh giá không thuyết phục thì khả năng là thị trường sẽ hồi lên đến đây, và có thể là 1 đến 2 phiên nữa thì thị trường sẽ đánh mạnh xuống, và khi đó thì khi mà thị trường bị đánh mạnh xuống như thế này thì các anh chị lưu ý nhé, là thị trường sẽ rơi rất nhanh và rơi liên tục luôn, không có điểm dừng, điểm nghỉ luôn, không có những cái điểm nghỉ như thế này đâu, bởi vì đây đã là những cái tín hiệu xấu của thị trường rồi, và cùng với đó là những cái tín hiệu hồi phục ở đây không thực sự thuyết phục thì Hùng đánh giá là khả năng thì thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục, một là xu thế lình chỉnh đi ngang, hai là tiếp tục chỉnh ở trong tuần tới. Thì đấy là một cái góc nhìn của Hùng Lê để cho quý anh chị nhà đầu tư tham khảo thôi. Còn có thể cách nhìn của Hùng Lê có thể đúng hoặc có thể sai, điều đó nó không đúng không quan trọng đối với Hùng Lê, mà khi đúng thì chúng ta sẽ làm gì và khi sai thì chúng ta sẽ làm gì. Đó. Và ở trên đối với sàn HNX Index thì nó tích cực hơn so với sàn HO. Hiện tại thì vẫn ở trong một cái biên, đây một cái biên từ vùng 106 đến vùng 108.5, thì chỉ số HNX vẫn ở nằm ở trong cái vùng biên này, và một khi mà thủng ở, các anh chị lưu ý thủng ở ngưỡng trên thì như thế là thị trường của chúng ta nó sẽ là tích cực đúng không ạ, nếu mà thủng ở ngưỡng trên đó thì nó sẽ là tích cực, và ngược lại là thị trường có những phiên đánh gãy. Các anh chị nhìn thấy những cây nến gãy này, ví dụ như sang thứ hai tuần tới mà thị trường lại gãy như thế này chẳng hạn đúng không ạ? Đó thì như thế là khi mà bị gãy ở cận biên dưới thì như thế nó lại chuyển sang một pha xu thế tích cực tiêu cực. Đó thì tùy vào cái thị trường, tức là thị trường của chúng ta luôn luôn phải quan sát, và chúng ta phải trong quá trình chúng ta đầu tư thì chúng ta phải nương theo cái xu thế của thị trường, chúng ta không thể chống lại thị trường. Và những anh chị nào mà chống lại thị trường thì các anh chị tự tìm lấy những cái thất bại ở trên thị trường. Ok, đấy là về xu thế chung của thị trường. Thì Hùng Lê vẫn khuyến nghị các anh chị ở trong giai đoạn hiện tại chúng ta mở những cái điểm mua thì chúng ta phải chọn những cái mã cổ phiếu đã có những cái lực hồi, có những cái xu thế tốt, và chúng ta hạn chế tối đa những cái điểm mua, và cái tỷ trọng để đảm bảo an toàn tài khoản của chúng ta đấy là tỷ trọng giữa tiền mặt với cổ phiếu cùng đánh giá nó khoảng tương đương khoảng tầm 50-50, thì như thế nó sẽ rất là hợp lý. Và chúng ta tránh cái việc là margin ở trong thời điểm hiện tại, hoặc tránh cái việc chúng ta mua full cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại, thì đấy là cái khuyến nghị của Hùng Lê dành cho cộng đồng nhà đầu tư. Ok, phần thứ hai thì Hùng Lê sẽ có đề cập đến đó là chúng ta sẽ tiếp tục phân tích những mã cổ phiếu đã phân tích đã khuyến nghị ở trên Zoom, cũng như các cái danh mục cổ phiếu mà chúng ta theo dõi ở trong tuần vừa qua. Thì Hùng Lê cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những anh chị đã gọi điện cho Hùng Lê. Có những anh ở tận miền Tây, có những anh ở tận Vĩnh Long, những anh ở tận An Giang và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên mọi miền Tổ quốc, thì có gọi điện về chia sẻ những cái góc nhìn rất là ok đối với Hùng Lê, có những lời chia sẻ động viên đối với Hùng Lê. Thì Hùng Lê xin cảm ơn các anh chị đã dành những cái tình cảm cho Hùng Lê. Và hiện tại thì trên Zoom, trên cái Zalo của Hùng Lê thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là rất nhiều, nếu mà lead chat của Hùng Lê thì cũng khá là dài, bởi vì một mặt thì Hùng Lê vừa hỗ trợ anh em ở trên Zoom, và một mặt thì Hùng Lê có hỗ trợ các anh chị là có chat riêng, tức là những anh chị mà chưa về đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì các anh chị có chat riêng với Hùng Lê, có hỏi thì Hùng cũng hỗ trợ các anh chị. Ở trong một cái khả năng tốt nhất Hùng Lê có thể là hỗ trợ, bởi vì cái thời gian mà Hùng Lê có được thì cũng khá là hạn hẹp, bởi vì trong một ngày Hùng Lê có rất nhiều việc phải làm.
đối với thị trường tài chính. Ngoài cái việc là trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì Hùng Lê còn đang nghiên cứu, đang chuyển thể tất cả những cái phân tích kỹ thuật của Hùng Lê từ thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường Forex, và sau đó sau khi mà thành thạo và sau khi mà Hùng Lê đã có thể là hoàn thiện cái bộ chỉ số, hoàn thiện cái phương pháp, thì sau đó thì chúng ta sẽ, những anh chị em nào đang đầu tư Forex thì các anh chị, nếu các anh chị ok với Hùng Lê thì chúng ta lại tiếp tục về đồng hành cùng Hùng Lê. Thì đấy là một cái hướng thứ hai Hùng Lê đang xây dựng. Về mặt cổ phiếu thì trong giai đoạn vừa qua thì Hùng Lê cũng ít khuyến nghị các anh chị mua bán ở trên Zoom cũng như ở trên trên kênh YouTube, đúng không ạ? Trên kênh YouTube thì trên cái tab cộng đồng này Hùng Lê cũng ít up lên. Tại sao lại ít up lên? Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại khi mà thị trường nó khó quá thì chúng ta cũng không nên quá phải tức là cứ phải đầu tư, đúng không ạ? Khi thị trường khó quá thì các anh chị có thể đóng bảng điện và chúng ta đi câu cá, chúng ta đi làm những cái việc A, việc B, việc C để cho đầu óc của chúng ta thoải mái. Và khi đầu óc của chúng ta thoải mái rồi, khi thị trường chúng ta điều chỉnh xong rồi thì chúng ta lại ôm tiền chúng ta đi vào thị trường chứng khoán để chúng ta đầu tư. Đó, thì cái cách như thế, chứ không phải nhất thiết là chúng ta cứ phải liên tục đầu tư, thì như thế là chúng ta sẽ bị cuốn theo những cái cơn sóng của thị trường và sẽ bị cuốn theo những cái nhịp chỉnh của thị trường rất là nguy hiểm. Và trong cái giai đoạn vừa qua thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là Hùng Lê đã chuyển xu thế, chúng ta chuyển dần những cái mã cổ phiếu nó mang cái tính chất nó an toàn hơn. Đấy là chúng ta sẽ chỉ tìm những cái mã cổ phiếu ở trên sàn Upcom, những cái mã cổ phiếu mà có ít biến động để chúng ta đầu tư. Đấy là mục đích là chúng ta tránh bão. Đấy, mục đích là chúng ta tránh bão và mục đích là chúng ta tránh được những cái nhịp chỉnh của thị trường. Và trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng sẽ đầu tư ở một cái góc độ, đó là cái tỷ trọng, nếu như các anh chị mà đầu tư nhiều thì chúng ta sẽ duy trì ở một cái góc độ là tỷ trọng tiền mặt trên tỷ trọng cổ phiếu nó khoảng tầm 50-50 ở giai đoạn hiện tại thì cho nó khá là hợp lý. Bởi vì như vậy thì khi mà thị trường của chúng ta có những cái biến cố bất thường thì chúng ta sẵn sàng chúng ta bán ATC hoặc là chúng ta bán tất toán tài khoản để chúng ta bảo vệ cái tài khoản của mình và chúng ta thu hồi vốn để chúng ta có được một cái nhịp đầu tư tiếp theo. Ok, chúng ta sẽ điểm lại một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê thấy rằng tín hiệu vẫn đang còn khá là tốt và khá là ok đối với cổ phiếu SCS, đúng không ạ? Sau khi phân tích về vùng nền 22 thì Hùng có tiếp tục bẻ kịch bản cổ phiếu này và cổ phiếu này đang có dư địa có thể tăng lên đến về vùng 26. Trong tuần vừa qua thì SCS có một tuần gần như một cái tuần đi ngang ở quanh vùng 23.3. Và việc cổ phiếu này không bị thủng, các anh chị lưu ý, việc cổ phiếu này không bị thủng ở đây khoảng vùng nền giá 22.5. SCS không bị thủng vùng nền 22.5 thì cái dư địa đi lên của cổ phiếu SCS là vẫn còn. Và mục tiêu trong tuần này thường vẫn không thay đổi cái target của SCS ở trong cái nhịp đánh này, đấy là đánh dẫn và sẽ tiệm cận về khoảng vùng 25 đến vùng 26 đối với cổ phiếu SCS. Nam Long, NLG. Đối với NLG thì Hùng đang thấy rằng là NLG đang có một cái nhịp đánh rất là hay. Nếu như chúng ta không vội vàng, thì chúng ta có thể mua gom dần cổ phiếu Nam Long. Đó. Ở vùng 26.5 thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu Nam Long, cơ hội để cổ phiếu Nam Long tăng giá và cơ hội để đi tiếp là vẫn còn. Và cái vùng cản đầu tiên mà Nam Long cần sẽ phải vượt qua đấy là vùng 29. Thì ở vùng giá, nếu mà chúng ta mua được cổ phiếu Nam Long ở vùng giá 26.5, đúng không? 26 đến 26.5 mà về đến vùng 29 thì như thế chúng ta cũng đã có một cái mức lời tạm ổn trong lúc mà thị trường khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta cùng phân tích tiếp mã cổ phiếu SDI. Đối với SDI thì Hùng đã phân tích rất là nhiều các bản tin rồi. Và Hùng có đề cập đến ở trong một cái nền chỉnh ở trước đó, đấy là chỉnh về quanh vùng giá 57 đến vùng 58. Chỉnh về vùng 57 đến 58 để lấy đà. Và sau đó thì đã có một phiên SDI đánh rất mạnh. Và rõ ràng một điều là cái tính tạo lập của cổ phiếu SDI cũng khá là kinh khủng. Và sau phiên đánh đó thì gần như SDI đã rũ hết toàn bộ. Và sau đó thì trong tuần vừa qua SDI đã có hai phiên để lấy lại. Trong những cái bản tin phân tích tuần trước, đúng không ạ, Hùng có đề cập đến cái việc là để cổ phiếu này có tiếp tục đi lên thì SDI cần phải lấy lại những cái mốc rất là quan trọng. Đấy là quanh mốc khoảng vùng giá 62,
Thì trong tuần vừa qua thì SDI đã lấy lại được vùng giá 62 và hiện tại đang đóng cửa quanh vùng giá 65 và tiếp tục giữ quan điểm mục tiêu của SDI, đó là SDI có thể trong nhịp này sẽ đánh về tiệm cận, đầu tiên sẽ là tiệm cận về khoảng vùng giá 75 đến vùng giá 80. 75 đến 80 ở trong cái nhịp đánh này, bởi vì các anh chị có thể nhìn lại lịch sử khi SDI đã đánh thì đánh rất là mạnh và rất là phũ. Đấy, những cái nhịp đánh lên như thế này và gần như rũ hết toàn bộ lại đến vùng nền ở trước đó, và sau đó thì SDI lại có tiếp tục một cái nhịp đánh lên. Và khi SDI đã đánh thì đánh rất là mạnh và đánh rất là kinh khủng và rất là cũng là rất là khó chịu nếu mà chúng ta mà không có những cái mặc định thì có thể là chúng ta sẽ bị rơi rụng hàng và thậm chí chúng ta chịu một mức lỗ tạm thời rất là nặng và chúng ta sẽ bị bán lỗ ở trong những cái thời điểm như thế. Ở PDR, đối với PDR các anh chị chờ một tí để kiểm tra âm thanh. Đối với PDR thì đối với PDR thì trong tuần trước đúng không ạ, Hùng đã có phân tích và khuyến nghị cho các anh chị ở vùng nền ở đây vẫn còn nguyên, đấy là vùng 27.5. Và thậm chí ở trên Zoom thì Hùng cũng đã có, đây Hùng có list lại 27.5, là Hùng có khuyến nghị các anh chị mua KDF Dược Việt Nam đâu đó ở trên này, Hùng nhớ là có khuyến nghị các anh chị chúng ta cổ phiếu PDR quanh vùng 27.5 có thể xem lại. Và Hùng cũng đã có phân tích ở trên video, ở trên video Hùng đánh giá rằng vùng 27.5 cổ phiếu này không được phép thủng nếu như để mà đánh về vùng giá 31, đúng không ạ? Trong bản tin tuần trước các anh chị có thể xem lại. Để đánh được về vùng giá 31 thì vùng 27.5 thì cổ phiếu này không được thủng, và rõ ràng là trong tuần thì cổ phiếu đã có những phiên tích lũy cực kỳ đẹp, và phiên thứ 6 ngày hôm nay thì đã có một phiên đánh ao ra khỏi cái vùng tích lũy ở đây là khoảng vùng 27.7 rất là đẹp. Và như thế thì tín hiệu tiếp theo của PDR khả năng thì Hùng đánh giá rằng PDR vẫn là một cái nhịp sẽ tăng giá, và cái target của cổ phiếu về vùng giá 31 thì hiện tại trong tuần này Hùng Lê vẫn giữ nguyên, không thay đổi. VRE thì Hùng phân tích rồi đúng không ạ? VRE thì đã phân tích rồi, và VRE thì ngày hôm nay đã khuyến nghị tất cả các anh chị của chúng ta mua ở quanh vùng giá 34.5. Và mục tiêu của VRE, chúng ta có thể đánh một mục tiêu dài hạn hơn được không ta? Với mục tiêu vượt đỉnh chăng? Khó. Thôi cứ đặt mục tiêu ở trong cái nhịp này. Trong cái nhịp này thì vượt đỉnh thì chúng ta sẽ chưa đặt mục tiêu. Nhưng mà mục tiêu ở trong vùng này, nhịp đánh này sẽ tiệm cận lại khoảng vùng 37 đến vùng 38. Và khi tiệm cận lại đến vùng 37 đến vùng 38 ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cổ phiếu này. Và tín hiệu hiện tại thì các anh chị em của chúng ta có thể yên tâm, Hùng nghĩ rằng là 37.5. Với tín hiệu hiện tại thì Hùng có thể yên tâm và có thể khẳng định là VRE đã có một cái nhịp hồi khi mà dòng tiền, xung lực của dòng tiền bắt đầu tiếp tục đi lên. Và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang có tín hiệu hồi đối với cổ phiếu VRE. KBC và HBC. KBC. Đối với mã cổ phiếu KBC thì trong bản tin phân tích tuần trước thì Hùng có đề cập đến quanh vùng ở đây là 14.5. 14.5 thì cổ phiếu này không được phép thủng, nhưng mà trong tuần thì có những phiên cổ phiếu này đã thủng 14.5, thậm chạm về vùng 14. Tuy nhiên phiên kết tuần thì nếu mà tính ở trên tuần thì cổ phiếu này đã lấy lại vùng 14.7 với việc là dòng tiền thì đã được kích hoạt trở lại. Và những cái phiên rơi như thế này thì cũng thực sự là không đáng ngại đối với cổ phiếu KBC. Và đối với KBC thì chúng ta nên nhìn ở trên một cái góc độ nền tuần. Và để cái việc mà cổ phiếu KBC tiếp tục có một nhịp đi lên thì KBC lại cần phải lấy lại ở đây. KBC lại cần phải lấy lại ở cái vùng ở đây là vùng bao nhiêu ạ? Vùng ở đây khoảng tầm vùng 14.8. Sang tuần nếu như KBC lấy lại được vùng 14.8 thì cái dư địa đi lên của KBC vẫn còn đối với KBC, anh chị lưu ý. Đối với HBC thì Hùng cũng đã có phân tích ở trong tuần trước, đấy là vùng nền tích lũy của HBC ở trong tuần này chúng ta sẽ canh ở trong vùng 18 đến vùng 18.5. Nếu những anh chị nào chúng ta yêu thích
cổ phiếu này thì có thể mở mua 1/3 số định mua ở quanh vùng này và chúng ta chờ các cái tín hiệu tiếp theo của HBC. Còn trên xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy rằng HBC đang có một vùng nền tích lũy ở quanh này khá là tốt. Và khả năng thì nó cũng tích lũy giống cổ phiếu PDR và sẽ có một phiên, chỉ cần một phiên để đánh vượt thoát lên khoảng vùng đâu đó khoảng vùng 19 thôi. 19 với vốn của cổ phiếu này đạt khoảng từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì như thế là cổ phiếu HBC lại có một tiếp tục có một cái nhịp hồi. Còn trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì khả năng là xu thế đi ngang của cổ phiếu này vẫn còn chưa còn cái lực hồi thì nó đang rất là yếu đối với HBC. Dầu khí thì PVS, PVD Hùng nói rồi, chứng ngân hàng công thương đã phân tích rồi, PLX phân tích rồi. Hàng không thì chúng ta có thể xem tiếp cổ phiếu NCT. Tại sao Hùng lại đề cập đến cổ phiếu NCT? Thì các anh chị có thể thấy là NCT thì thứ nhất là cái việc đánh bão của cổ phiếu này cũng khá là ok. Cái thứ hai là Hùng đang thấy rằng NTC đang có những phiên và có những tuần có những cái nền tích lũy chặt ở quanh nền giá từ 70 đến nền giá 73. Quanh nền giá từ 70 đến 73 và xu thế hiện tại thì chúng ta sẽ chưa mua cổ phiếu này, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và cổ phiếu này khả năng cao thì vẫn tiếp tục đi ngang ở quanh vùng giá 71, tiếp tục đi ngang ở quanh vùng giá 71 và đi ngang để tạo nền đến khi nào xong và khi nào có những tín hiệu thì Hùng Lê sẽ khuyến nghị ở trên room. Còn khi nào mà đạt được những điểm mua thì Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị ở trên room. Hiện tại thì cổ phiếu này đang đưa vào tầm ngắm. HVN, đối với HVN thì trong những cái bản tin phân tích trước thì chúng ta đã phân tích cổ phiếu này rồi và cái cổ phiếu này không được phép thủng vùng giá 40.5 thì cái dư địa đi lên của cổ phiếu này vẫn còn có thể đạt được đến vùng 45 đến vùng 46, đúng không các anh chị? Và hiện tại thì trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này cũng có những phiên thủng và phiên kết thuần thì đã lấy lại vùng 41, như thế là Hùng đánh giá rằng vẫn còn dư địa để tăng. Và dòng tiền thì tiếp tục bị suy yếu cho thấy rằng là cái tâm lý e ngại của nhà đầu tư và bên mua bên bán thì cũng đang ngóng chờ quanh cái vùng này. Và nếu như sang tuần mà cổ phiếu này có một nhịp đánh lên đến đánh chạm khoảng về vùng 42, đánh chạm được lên đến về vùng 42 thì như thế là nhịp này vẫn Hùng hiện tại thì Hùng vẫn bảo lưu quan điểm mà từ vùng 40.5 này có thể đánh dẫn một vài phiên tới và có thể là sẽ chạm được về vùng 46. Tuy nhiên là trong tuần tới, phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới thì cổ phiếu này phải lấy lại được về vùng 42. Anh chị lưu ý những cái điểm nhấn đối với mã cổ phiếu. HPG Hùng phân tích rồi, TLH. Đối với thép tiến lên thì vẫn là một cái nền tích lũy đi ngang. Thanh khoản thì khá là cạn và Hùng vẫn chưa bán cổ phiếu này. Với lý do là nền tích lũy ở đây là nền 5.25 đến nền 5.6 vẫn đang là một cái nền tích lũy ở đây thì Hùng Lê vẫn tiếp tục quan sát cổ phiếu này. Dòng tiền tiếp tục suy yếu thì các cái yếu tố tạo lập ở đây thì Hùng sẽ tiếp tục nghiên cứu và hiện tại thì Hùng vẫn đánh giá là nền tích lũy động lực để cổ phiếu này đi lên hiện tại là chưa nhìn thấy, nhưng mà khả năng cao thì những yếu tố tạo lập của cổ phiếu này vẫn còn và cái dư địa đi lên của cổ phiếu vẫn còn nên Hùng vẫn tiếp tục giữ đối với cổ phiếu này. Họ nhà Viettel thì VTP, Viettel Post thì VTP. Đối với Viettel Post thì hiện tại là đã lên rất là cao rồi và các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê một cái nền ở đây. Nó cũng hoàn toàn giống cái nền ở bên dưới này. Tuy nhiên đây là một cái nền ở phía trên. Nền phía trên này thì có thể có hai khả năng. Một là những cái xu thế tích lũy đi ngang như thế này thì khả năng là Viettel Post lại có những phiên đánh vượt thoát lên và như thế lại hình thành tiếp một cái nhịp tăng tiếp ở trên này. Đó thì cái kịch bản của Viettel Post thì Hùng đánh giá là khả năng là Viettel Post sẽ tiếp tục tăng giá bởi vì là cái cách đánh của cổ phiếu này đang khá là dị và khá là hay.
Khá là dị, là khá là hay khi mà dòng tiền lại tiếp tục được kích hoạt ở trong cái phiên thứ sáu tuần kết tuần, và như vậy thì khả năng cao thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục hình thành một cái nền tích lũy ở đây và tiếp tục đi lên. Độ tạo lập của VTP khá là ok. Chúng ta cùng tiếp tục phân tích mã cổ phiếu VGI. Đối với VGI thì là một mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích rồi và liên tục chúng ta phân tích. Ở thời điểm hiện tại thì Hùng có đánh giá trong trong các cái bản tin trước thì Hùng có đánh giá ở quanh vùng giá khoảng 23, 22, 22, xin lỗi cả nhà, đấy là vùng giá 22. Hùng đánh giá là chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng giá 22, thì trong tuần thì đã có những phiên chạm về vùng giá 22 và sau đó thì lấy lại với vùng về vùng 23.5. Tuy nhiên là cái lực hồi đây chỉ là những cái lực hồi thôi, còn Hùng chưa có nhìn thấy động lực để cổ phiếu này có thể vượt thoát và bứt tăng trở lại khi mà xung lực dòng tiền đang khá là yếu và khi mà một số các chỉ báo kỹ thuật khác, các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là cổ phiếu này chưa chưa có thể tăng mạnh được. Và khả năng cái lực hồi này thì chúng ta cũng sẽ quan sát, nếu như chúng ta có đặt điểm mua thì chúng ta cũng sẽ đặt điểm mua ở quanh vùng giá 22 và cũng mua ở một góc độ là mua thăm dò, tức là mua 1 phần 3 số định mua ở quanh vùng này. VTK và CTR. VTK. Đối với VTK thì Hùng vẫn đánh giá là khả năng sẽ phải ở một cái vùng nền tích lũy 25 thì nó ổn hơn, chứ còn ở trên vùng nền 30 này thì cũng chưa an toàn. Chúng ta không không có tham gia. CTR. Đối với CTR đúng không ạ? CTR thì như trong tuần trước thì Hùng cũng có đề cập đến vùng giá 24, khả năng sẽ cổ phiếu này sẽ hồi lại từ vùng 24. Tuy nhiên là bây giờ thì không kịp nữa rồi. Và lên đến vùng 26 thì cổ phiếu này lại tiếp tục đánh xuống và khả năng xu thế tiếp tục giảm, và trong nhịp này thì khả năng cổ phiếu này sẽ giảm về vùng hạ sẽ giảm gãy qua vùng 24 và sẽ về khoảng đâu đó vùng nào ở đây thì nó hợp lý nhỉ? Vùng 22 thì nó hợp lý. Chắc khoảng tầm vùng 22. Dệt may VGT. Đối với VGT thì Hùng vẫn đánh giá cái nền 22 này thôi. À nền 12. Nền 12, 12. Đối với VGT thì Hùng vẫn đánh giá nền 12. Nền 12 là một cái nền mà nếu mua thì chúng ta sẽ mua ở nền 12. Còn những cái nền cao hơn thì chúng ta sẽ không có tham gia. Và hiện tại thì VGT cũng đang có một tuần gần như mất hút thanh khoản. Thì như thế thì có nghĩa là có thể cái lượng hàng ra thì cũng đã ra rồi và cái lượng hàng còn lại thì mọi người cũng đang nghe ngóng, còn xu thế hiện tại thì cũng chưa thấy có những yếu tố đặc biệt đối với động lực để có thể tăng giá. Và chúng ta cùng qua một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ khác, TTF. Đối với TTF, cái mã này cũng khá là hay, Hùng hay đánh lướt và Hùng đang đặt mua TTF ở vùng 3.5, cứ 3.5 thì mua và sau đó khoảng ăn được khoảng tầm 1 đến 200 đồng hoặc là T cộng 3 về thì chúng ta bán. Thì đối với mã cổ phiếu này thì đầu cơ thôi. Và cái chính vì đầu cơ nên là chúng ta chỉ mua một tỷ trọng nó bé, đủ để Hùng vẫn nói vui là đủ để chúng ta uống trà đá. Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai thì Hùng tiếp tục khuyến nghị các anh chị chúng ta, những anh chị nào mà đang yêu thích mã cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai thì chúng ta có thể quan sát Hoàng Anh Gia Lai ở quanh vùng giá 5.3. 5.3 thì có thể là cổ phiếu này sẽ chỉnh về đây tích lũy và sẽ có những phiên đánh lên, thì chúng ta nếu có mua thì cũng chỉ mua ở vùng 5.3, không có mua hơn. ITA. Hiện tại thì ITA cũng đang neo giá khá là tốt ở quanh vùng 3.3. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng trong cái nhịp đánh này từ vùng 2.78 lên đến vùng 3.3 thì đây cũng là một cái vùng khá là tốt rồi. Tức là trong một cái nhịp đánh khá là ngắn mà cổ phiếu này có được một cái target như thế là cũng có một mức sinh lời khá là tốt. Và hiện tại thì chúng ta thấy rằng những cái phiên kéo xả của ITA như thế này nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Và những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ ITA thì chúng ta cũng khẩn trương ra hàng đối với mã cổ phiếu này. Hùng không khi Hùng thấy những cái tín hiệu như thế là Hùng không có happy với cổ phiếu nữa rồi. CRE
Đối với CRE thì trong bản tin tuần trước cũng Hùng có khuyến nghị các anh chị đấy là vùng nền 26.5. Khả năng cổ phiếu này sẽ ở vùng nền 26.5 và 26.3 gì đó đúng không? Thì chúng ta quan sát và đây phiên này nếu như chúng ta mở mua phiên này là hợp lý nhất. Vừa lợi được T cộng và như thế là đã lợi được về giá rồi. Tức là nếu chúng ta mở mua thì chúng ta sẽ mở mua tối đa ở trong phiên này khoảng vùng 26.5, đúng luôn, đúng cận trên luôn, tức là bull qua vùng 26.5 thì chúng ta mua. Thậm chí chúng ta có thể mua phiên ATC và trong một cái nhịp đánh ngắn thì khả năng thì cổ phiếu này thì cứ chạm về đây đã khoảng vùng 27.5 đó thì trong lúc mà thị trường khó khăn thì những cái mã cổ phiếu trà đá này thì chúng ta đầu tư ít một thôi. QCG. Đối với QCG, các anh chị theo dõi các bản tin trước thì Hùng Lê đã đề cập đến vùng ở trên này, đấy là vùng 5.8. Cổ phiếu này không được thủng vùng 5.8 thì ok, ngon. Tuy nhiên là QCG cũng có một nhịp rũ khá là mạnh ở vùng 5.8 và rũ về tận bây giờ hiện tại là vùng 5.39 và đối với thời điểm hiện tại thì 5.26 có thể mở mua cổ phiếu này và Hùng cũng có khuyến nghị các anh chị là đối với cổ phiếu này là cổ phiếu trà đá thì chúng ta cũng mua theo cái hướng là chúng ta uống trà đá, không nên đầu tư và không nên quá ham hố bởi vì những cái mã cổ phiếu đầu cơ thì sáng trần chiều sàn hoặc đang trần lăn đùng ra sàn hoặc đang sàn lăn đùng ra trần đấy là câu chuyện rất bình thường. Một số các cổ phiếu khác DRC và VRC đây là hai cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng liên tục theo dõi nó. DRC thì khả năng là sẽ về lại vùng nền tích lũy 22. Về lại vùng nền tích lũy 22 và chúng ta sẽ chờ DRC ở trong nhịp này ở vùng 22. Nếu như những anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu này thì cũng có thể mở mua thăm dò với tỷ trọng thấp ở quanh vùng giá 22 đối với DRC. Và mục tiêu thì vẫn là đánh chạm lại về đến vùng cái đỉnh cũ ở đây đối với cổ phiếu VRC vùng 24 đến vùng 25. Cổ phiếu VRC đối với VRC vùng nền 16.7 vẫn là một phiên vẫn vẫn là một tuần của VDC và thậm chí là Hùng đang tính là VDC có thể đặt mua gom ở vùng giá 16. Chúng ta sẽ thử thử như thế nào nhỉ? Nếu mà nói VDC mua ở vùng 16 tức là chúng ta sẽ thử vận may. Sẽ thử vận may của VDC ở vùng 16, VRC ở vùng 16 xem thử là chúng ta có ăn được T cộng không. Ở thời điểm hiện tại, ok. Chúng ta cùng xem một số các mã cổ phiếu mới lên sàn LMH. Đối với LMH thì Hùng vẫn đánh giá là một cái nền tích lũy ở đây. Đối với cổ phiếu này khoảng quanh vùng giá 11.5 đến vùng giá 12. Thì sau những phiên chạy nước rút như thế này thì và những phiên giảm rất mạnh thì chưa tăng mạnh lại được, chắc chắn là chưa tăng mạnh lại được. Cổ phiếu này cần phải hấp thụ lại hết quanh cái vùng này. Nếu như hấp thụ lại hết được thì chúng ta mới tính đến cái việc đầu tư tăng giá. Chứ còn hiện tại thì cũng không còn cái dư địa nữa. Đối với HVH thì Hùng đã phân tích rồi và đối với HVH thì Hùng đã chốt ở quanh vùng giá 24. Bởi vì với quan điểm của Hùng Lê khi cổ phiếu đạt được về target thì Hùng sẽ loại bỏ nó hoặc là cổ phiếu bị gãy, bị hỏng target thì chúng ta cũng loại bỏ nó. Còn có thể là trong nhịp đánh này thì sẽ còn một cái nhịp nữa tức là đánh tiệm cận về đến khả năng là HVH sẽ đánh tiệm cận về đến vùng 25. Và không ngoại trừ là khi đến về đến vùng 25 thì HVH có thể đánh break qua vùng 25 và đi. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích và khi nếu mà đi được qua như thế thì cổ phiếu này sẽ về đến những vùng rất cao. Sẽ đánh về thậm chí là sẽ đánh về vùng 29 đến vùng 30. Tuy nhiên là để đến được cái đoạn đó thì chúng ta sẽ sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này ở trong những cái tuần tiếp theo. Còn điểm mua thì bây giờ nó không còn nữa. SJC. Đối với mã cổ phiếu này thì Hùng đang đánh giá ở quanh vùng giá 14.5. Tuy nhiên cổ phiếu này không về được đến vùng 14.5 mà về đến đâu đó vùng 15 thì lại đánh lên. Và đánh lên như thế này thì cũng không tham gia. Với quan điểm của Hùng Lê là chúng ta cứ phải đạt được đến 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 cái điểm mua thì chúng ta mới mua. Nhưng mà trên cái góc độ về nhìn góc nhìn kỹ thuật thì khả năng là cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới thì cái yếu tố đầu cơ T
T0, T1, T2, T3, ok. Sau khi hàng về tiếp tục đánh lên thì khả năng là cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng. Và một số các cái mã cổ phiếu tâm điểm của tuần thì Hùng đang hướng đến cổ phiếu AAA. Đối với AAA thì Hùng đã phân tích cho các anh chị, đã khuyến nghị các anh chị trên Zoom rồi. Cái nền giá mà Hùng đánh giá rằng cái nền giá mà cổ phiếu này tích lũy được thành công ở quanh nền 14 đến nền 16 đã thành công. Hùng đánh giá hiện tại thì nền chúng ta có thể mở mua 1/3 số định mua ở quanh nền 16.5, 16.4 đến 16.5, nói chung là quanh vùng nền 16 đến 16.5 ở đây đối với cổ phiếu AAA, và chúng ta sẽ mở mua 1/3 số định mua ở quanh vùng này đối với cổ phiếu Baona. Và Hùng đánh giá rằng khả năng cao thì cổ phiếu này sẽ bước vào một cái nhịp tăng giá, một nhịp tăng giá khá là tốt. Hùng đang nhìn thấy những cái xu thế và những cái nhịp chỉnh của A tích lũy thành công ở quanh vùng nền 14 đến 16 thì Hùng đánh giá rất là tích cực. Rất là tích cực đối với cổ phiếu này. Ok, KDF. Đối với KDF thì Hùng đã khuyến nghị ở trên Zoom. Hùng đã khuyến nghị ở trên Zoom anh chị mở mua ở quanh vùng giá 20 bao nhiêu nhỉ? 20 không nhớ lắm. 27. Đâu đó ở vùng 27 đến vùng 27.5. AAA này thì Hùng đã khuyến nghị là vùng 16 đến 16.4 này. CTG 55, HPG. Đây. 26.5 đến vùng 27 đúng không? KDF là một mã cổ phiếu mà Hùng quan sát ở vùng 26.5 đến vùng 27, khi đó thì Hùng đã để ý đến mã cổ phiếu này. Và tại sao Hùng lại để ý đến mã cổ phiếu này? Bởi vì đây là một mã cổ phiếu mà cái thứ nhất là cái việc tránh bão cho thị trường thì nó chắc chắn nó sẽ rất là tốt rồi. Bởi vì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái thanh khoản của cổ phiếu này khá là thấp. Và khi mà đánh cổ phiếu này có một nhịp đánh từ vùng 17 lên đến vùng 26, tức là các anh chị cũng có thể tưởng tượng là cổ phiếu này đã tăng 7.000 đồng đúng không ạ? Cổ phiếu này cũng đã tăng 7.000 đồng để hơn 7.000 đồng, 8.000 đồng để về đến vùng 26, đến vùng 26, 26.5 đến vùng 27. Thì ở tại cái vùng này thì Hùng có quan sát cổ phiếu này thì Hùng thấy là đây là một cái cổ phiếu tránh bão khá là tốt, thì Hùng đã quyết định khuyến nghị các anh chị mua. Và hiện tại thì cổ phiếu này đã chạm về vùng giá 32.5 và sắp chạm về đến target Hùng Lê phân tích, đấy là ở vùng giá 35 của nhịp đánh này. Tức là từ vùng giá 27 tối đa là chúng ta có thể mua đến vùng 27 đến vùng 27.5. Thì như thế chạm về vùng 35, tức là cổ phiếu này cũng tăng khoảng tầm 8.000 nữa. 8.000 nữa từ cái vùng 27 cộng 8 đúng không ạ? 7.7.14 đó, khoảng tầm vùng 35. Thì nó hợp lý, và về đến vùng 35 thì khả năng cao thì cổ phiếu này lại tiếp tục có một cái pha lình xình tích lũy ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Nếu như lình trình tích lũy thành công thì lúc đó thì cổ phiếu lại tiếp tục xây lên những cái nền cao mới, và nếu như nền 35 mà xây thành công thì rất có thể là cổ phiếu này sẽ xây lại tiếp tục về nền 45, sẽ tiếp tục xây về nền 45, và chúng ta sẽ qua từng cái giai đoạn thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích đối với mã cổ phiếu này. Thì KDF là một cái mã cổ phiếu tránh bão trong cái thời điểm hiện tại rất là tốt. LCG. Đối với LCG thì Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị rồi. Trong một cái tầm view rất là dài hạn thì cái điểm mua tốt nhất của LCG khoảng quanh vùng giá 9.2 đến 9.5 thì đã bị qua đi, thì Hùng đã chat ở trên Zoom. Và hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng cái điểm hỗ trợ của LCG quanh vùng giá 10, vùng giá 10 đến vùng giá 11 rất là tốt. 10 đến vùng giá 11, và ở trong vùng này thì chúng ta có thể, các anh chị lưu ý, ở trong vùng này thì chúng ta có thể lựa chọn để mua.
và Hùng đang đánh giá ở quanh một cái ngưỡng mà chúng ta có thể mua được đối với mã cổ phiếu này và mở mua 1/3 số định mua là quanh 10.5. Với việc LCG Hùng đã phân tích rất kỹ ở trên Zoom rồi, có những yếu tố nào để chúng ta mua và chúng ta view ở một cái view dài hạn đối với mã LCG thì đang rất là tốt. Các anh chị cứ xem lại đi kết quả kinh doanh. Còn trên Zoom thì Hùng đã phân tích rất kỹ đối với mã LCG ở đây, đúng không ạ? Đó, và cái target hiện tại Hùng đang đặt đối với mã LCG đấy là có thể trong nhịp này sẽ đánh tiệm cận về khoảng vùng giá 15. Ở khoảng vùng 15 đến 16 thì Hùng đang đánh giá ở trong nhịp này. Rất có thể là những yếu tố tạo lập của cổ phiếu này đã có và cái target của cổ phiếu này thì vẫn không thay đổi, đấy là quanh vùng 15 đến vùng 16. Như thế là một cái nhịp đánh mà Hùng cũng thấy là một cái nhịp đánh, nếu mà đánh được về đến như này thì một nhịp đánh và một cái nhịp tăng cũng rất là tốt đối với mã cổ phiếu LCG. Và hiện tại LCG đã có 2 tuần để hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng cổ phiếu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ chốt lời. Và Hùng Lê kỳ vọng sang tuần tới thì khả năng LCG sẽ bứt phá qua thành công qua vùng giá 11. Tất nhiên là cái việc mà có bứt phá thành công hay không thì nó còn phụ thuộc vào xu thế chung của thị trường nữa. Nhưng đối với mã LCG là một trong những cái mã cổ phiếu mà có thể mang tính đầu tư chiến lược tầm trung đối với team của chúng ta trong cái thời gian tới. GEG. Đối với GEG thì Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị mua cùng với cả KDS, các anh chị xem lại ở trên Zoom ở quanh vùng giá 19. Đây, đâu đó khoảng quanh vùng giá 19. Khi đó Hùng thấy rằng là cái yếu tố của cái mã cổ phiếu này nó rất là hay, nó đi những cái đường đi đó, chúng ta lựa chọn những cái mã cổ phiếu nó đi rất là đẹp mà đi rất là dễ chịu. So với việc là ví dụ như chúng ta lựa chọn những cái mã cổ phiếu để đầu tư ví dụ như BVH chẳng hạn, đúng không? BVH đó, các anh chị nhìn thấy BVH và mã GEG thì các anh chị thấy mã nào thích hơn? Chắc chắn là sẽ lựa chọn GEG rồi, đúng không ạ? Những cái đường đi rất là rõ trend, rõ sóng, rất là tuyệt vời. Thì hiện tại thì là GEG vẫn tiếp tục một hành trình đi lên, cũng đánh giá rằng cái xu thế, cái dư địa để cổ phiếu này tiếp tục đi lên là vẫn còn. Tuy nhiên những điểm mua thì đối với hiện tại thì chúng ta không còn điểm mua nữa. Điểm mua hiện tại là những cái điểm mua mà nó rất rủi ro cho tài khoản của chúng ta. Và những anh chị nào mà chúng ta đang có được mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta chờ chốt ở những cái vùng cao hơn. Và cái target thì Hùng sẽ phân tích sau, bởi vì Hùng cần phải nghiên cứu thêm một cái yếu tố cơ bản của cổ phiếu này nữa thì Hùng sẽ đưa ra target đối với mã cổ phiếu này cho các anh chị. Nhưng mà cái cách đánh của cổ phiếu này thì rất là tuyệt vời và cái dư địa để cổ phiếu này đi lên là vẫn còn. GVR. Đối với GVR thì trong phiên ngày hôm nay hơi xấu. GVR Hùng đã mở mua tuy nhiên là thất bại. Thì hiện tại là tí nữa thì Hùng sẽ nói đến cái việc quản trị rủi ro trong tài khoản thì Hùng sẽ cho các anh chị xem. Hiện tại thì GVR đang hơi xấu. Tuy nhiên là chúng ta sẽ xem lại trong tuần, nếu như cổ phiếu này lấy lại được vùng 12 thì ok, vẫn còn cơ hội. Còn nếu mà không lấy lại được vùng 12 thì như thế là cổ phiếu đã bị thất bại ở vùng 12. Dược Việt Nam và TDM. Dược Việt Nam cũng là một cổ phiếu ở trên sàn Upcom, hôm nay thì có một phiên tăng mạnh đẩy lên đến tận vùng 18.5, tuy nhiên là sau đó thì lại bị tụt. Thì khả năng thì đối với cổ phiếu Dược Việt Nam thì vẫn là một cái lình trình ở quanh vùng 16.5. Đây là một cái nền tích lũy của cổ phiếu Dược, thì nếu như những anh chị nào mà chúng ta mà thận trọng được thì chúng ta có thể đặt mua ở vùng 16 một ít, ví dụ như là thế, và khi cổ phiếu về đến tài khoản thì có thể là chúng ta sẽ bán ở vùng 17 hoặc 17.5, ví dụ như thế, thì chúng ta đánh ngắn ở những cái nhịp như vậy. TDM. Đối với TDM thì một số anh chị ở trong team của Hùng Lê cũng đang nắm giữ cổ phiếu này, thì các anh chị có thể liên tưởng đến cổ phiếu TDM, nó cũng khá là giống với lại cái cách đi của cổ phiếu này, nó cũng khá là giống với cổ phiếu GEG đó, rất là giống. Và TDM thì cái cách đi của cổ phiếu này cũng đang khá là hay, và cái khả năng là cổ phiếu này vẫn sẽ tiếp tục tăng. Nhưng mà cổ phiếu này thì Hùng cũng chưa nghiên cứu được các cái yếu tố cơ bản, nên là Hùng sẽ nghiên cứu yếu tố cơ bản xong Hùng sẽ đưa ra target
nhưng mà dư địa để cổ phiếu này tiếp tục tăng là vẫn còn. Và cái việc mà cái cách đánh đấy, các anh chị nhìn thấy khi một mã cổ phiếu mà chọn những cái mã cổ phiếu mà trend sóng nó rõ thì mình đánh nó sẽ rất là dễ chịu. Ok. Như vậy là cũng đã hết tất cả những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê thấy rằng có thể đánh được và có thể lựa chọn được, đúng không ạ? Và phần cuối thì Hùng vẫn nói lại với tất cả quý anh chị nhà đầu tư, đấy là cái việc xu thế chung của thị trường thì Hùng đã nói rồi. Khả năng thì thị trường của chúng ta sẽ chưa có những cái động lực mạnh để tăng giá, và hiện tại thì đang là vùng trũng về thông tin. Chúng ta cũng không có những cái thông tin vĩ mô, không có những cái thông tin ở trong nước để có thể giúp cho thị trường của chúng ta có những cái động lực tăng mạnh mẽ hơn. Vì vậy là trong tuần tới các anh chị giao dịch hết sức là thận trọng. Và cái việc mà chúng ta quản trị rủi ro tài khoản hết sức là quan trọng, hết sức là quan trọng. Và hiện tại thì theo quan điểm của Hùng Lê thì chúng ta nên để cái tiền mặt và tỷ trọng về tài khoản của chúng ta về cổ phiếu là nên để 50-50 đó. Và chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng, chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng hành động cho cái tài khoản của chúng ta. Thì hiện tại trên một cái tài khoản lướt của Hùng, đây hiện nó bị out đây, thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là hiện tại thì GVR của Hùng đã bị thất bại, hiện tại đang bị lỗ 8,71% và TLH thì đang lỗ 5,51%. Thì đối với TLH thì Hùng vẫn quan điểm của Hùng Lê là vẫn trong một cái nền tích lũy thì chúng ta vẫn có thể giữ được, và chúng ta sẽ chờ khi cổ phiếu này phạm phải những cái sai lầm chúng ta sẽ cắt bỏ ở một cái phần số chúng ta định mua, đấy là 1/3 số chúng ta định mua. Còn cổ phiếu KDF thì hiện tại nó đang đúng xu thế, thì hiện tại đang được lãi 17,24% và trên tổng tài khoản thì đang lãi 4,8%. 6,24% trên tổng số vốn đầu tư khoảng tầm 76 triệu, tức là khoảng tầm 80 triệu đi. Ok. Đó, thì với cái việc là cái tiền mặt của Hùng thì Hùng đang giữ một cái tỷ trọng là 50-50. Thì với một cái việc là chúng ta luôn luôn chủ động ở trong cái tài khoản của chúng ta, thì với cái tài khoản của Hùng Lê thì Hùng Lê có thể bán mọi lúc mọi nơi sang tuần tới khi thị trường có những biến động xấu, hoặc khi cổ phiếu mà chúng ta không theo xu thế thì chúng ta sẵn sàng chúng ta bán để chúng ta có thể là bảo vệ cái tài khoản của chúng ta. Và cái việc là Hùng Lê cũng có chia sẻ với tất cả các anh chị rồi, tức là chúng ta đúng hay chúng ta sai thì với góc nhìn đầu tư thì sẽ có cổ phiếu chúng ta lựa chọn đúng và sẽ có những mã cổ phiếu chúng ta lựa chọn sai, đúng không ạ? Ví dụ như đây, KDS thì Hùng lựa chọn đúng, VGR thì Hùng lựa chọn sai, bởi vì là đấy như Hùng đã phân tích rồi, VGR thì xu thế như thế là xấu. Thì khi đúng thì chúng ta làm gì và khi sai thì chúng ta làm gì? Khi đúng thì chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, chúng ta có thể mua thêm. Còn khi chúng ta bị sai rồi thì chúng ta nên loại bỏ những cái cổ phiếu đó ra khỏi danh mục của chúng ta để chúng ta đảm bảo rằng tài khoản của chúng ta luôn luôn là có những cái mã cổ phiếu mạnh nhất, tốt nhất. Trên góc độ quan điểm đầu tư thì nếu những anh chị nào mà ok cảm thấy những cái góc nhìn chia sẻ của Hùng Lê là tốt thì các anh chị có thể tham khảo. Còn những anh chị nào mà thấy rằng cái góc nhìn của Hùng Lê nó không tốt, không đúng thì các anh chị cũng có thể bỏ qua. Và các anh chị cũng rất mong rằng là tất cả những anh chị nhà đầu tư của chúng ta cũng sẽ luôn luôn ủng hộ Hùng Lê bằng cách là chúng ta chia sẻ những cái bản tin hàng tuần của Hùng Lê đến với cộng đồng nhà đầu tư để thêm nhiều những anh chị khác chúng ta tiếp cận được và chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất về đầu tư trên thị trường chứng khoán. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin của tuần tới.